không? À, lọc nước mặn thành nước ngọt uống. Ông Dũng lò vôi lọc đầu tư công nghệ thành công rồi. Thưa các bạn vừa nhìn thấy hình ảnh ông Dũng lò vôi múc nước từ máy lọc nước mặn thành nước ngọt uống trực tiếp. Như vậy, sau một tuần làm việc ngày đêm, ông Dũng lò vôi và cộng sự của mình đã lắp đặt thành công máy lọc nước mặn thành nước ngọt để tặng người dân miền Tây chống hạn mặn. Hành động này của ông Dũng lò vôi được nhiều người ủng hộ và cảm phục. Thưa các bạn, hạn mặn đang tấn công các tỉnh miền Tây, nhiều nơi khô hạn, không có nước tưới cây, thậm chí không có nước uống, nước sinh hoạt. Là một doanh nhân, dù là khu du lịch của mình cũng đang tạm thời phải đóng cửa vì dịch bệnh, ông Dũng lò vôi hay còn gọi là Huỳnh Uy Dũng đã chi cả chục tỷ đồng để lắp đặt máy lọc nước tặng người dân đồng bào hạn mặn, cùng người dân vượt qua khó khăn. Điều đáng nói, ông Dũng lò vôi còn tự lên phương án, trao đổi với đối tác và ngày đêm cùng thợ kỹ thuật gấp rút lắp ráp để chạy thử nghiệm, và khi chạy thành công thì ông Dũng sẽ đưa ngay xuống miền Tây để vận hành lọc nước ngọt cho người dân sử dụng. Công việc gấp rút, thần tốc, tất cả với tinh thần vì người dân hạn mặn. Mời các bạn cùng xem cái đoạn phỏng vấn của Độc Đáo Điểm Việt Nam để hiểu về ý tưởng lắp đặt chiếc máy này của ông Dũng lò vôi. Tình thờ vào cách đây 12 ngày, tôi có nhận một cái clip của thầy Lương Y Võ Hoàng Yên gửi cho tôi là nhân dân Bến Tre đang sập các cái canh nhựa như thế này, và nhân dân là rất là đông để chờ để được nhận canh nước của nhà nước hay là của các tổ chức để cho. Để tôi không biết, để thấy tình hình rất là khó khăn, thì thầy Lương Y Võ Hoàng Yên có nói với tôi là tình hình là nhân dân của mình ở tại tỉnh Bến Tre rất là khó khăn, anh Dũng ơi. Thì sáng đó, tối đó thì tôi có điện cho anh Điệp là phụ trách thông tấn xã cái phân nhánh ở tại tỉnh Bình Dương, nhưng mà lúc đó anh Việt hình như đã tắt máy. Thì sáng ngày anh Việt có điện lại, thì tôi nhờ anh Việt là kết nối liền máy cho tôi nói chuyện với anh Đành, chủ tịch của mặt trận của tỉnh Bến Tre. Thì được biết là thật sự là khó khăn, tại hôm nào hôm nay tôi cũng không có quan tâm chuyện này mà cũng không có nghe, tại vì công việc rất là nhiều, rồi nó dính đến ba cái dịch bệnh Covid, nên ở đây phải chuẩn bị cái công tác để bảo vệ, tại đây là một cái khu du lịch lớn, nhân viên đông. Thì khi tôi coi được cái clip đó là thôi, tôi điện cho anh Việt không được, nhưng mà thật sự trong giấc ngủ rất là bần thần, và mình nghĩ mình cố gắng làm được cái gì đó để giúp cho nhân dân của mình, đặc biệt là đồng bào của miền Tây trong lúc khó khăn này. Một giọt nước lúc này nó quý bằng cả một ao nước khi bình thường. Nên đó là tối đó tôi có bàn với bà tôi, thì bà xã tôi cũng ủng hộ hoàn toàn là chúng ta sẽ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có thể có được, cho mình làm hết những gì có thể để chia sẻ cái khó khăn cho nhân dân của miền Tây trong lúc này. Thì sáng đó thì tôi nhờ anh Việt kết nối giùm tôi, anh Việt ở thông tấn xã đây, để kết nối tôi nói chuyện với anh Đảnh. Thì khi tôi nói chuyện xong thì tôi quyết định đặt liền 10.000 cái canh nhựa để giúp cho đồng bào mình có cái canh nhựa mà để vừa đi lấy về, mà nếu mình nhiều canh nhựa thì mình dùng để dự trữ, để có để luân phiên, để có cái dự trữ nước ở nhà. Cái thứ hai á, là tôi cho liền hai chiếc xe, mỗi chiếc 16 mét khối nước chở một lần bằng xe 8 khối, và xuống để trợ giúp liền và lấy nước từ đây đi, và xong là xuống đó lấy nước từ các cái tàu hải quân, rồi tàu của trên Bình Dương chở xuống để giúp, rồi tàu nước từ thành phố Hồ Chí Minh và kể cả quân khu 7 và quân khu 9. Thì chúng tôi cứ xe túc trực ở dưới đó 24/24 và giao lại cho mặt trận, cho cái ban điều độ dưới đó điều động xe để phục vụ, và tất cả chi phí tôi lo. Thì cũng chưa yên tâm, thì cách đây mấy ngày vào chủ nhật rồi tôi nói thôi, xác định một điều là trong lúc khó khăn của nhân dân thì bất cứ chỗ nào miền Tây mà đang bị một cái, hiện nay phải nói đúng nó là nhân tài, vì cái đầu nguồn nước bị người ta chặn nên nước không về được, nên nước mặn tràn vào, nên đồng bào mình rất là khó, cây cối thì không có thu hoạch được về nông nghiệp,
còn lại thêm á là không có nước uống được. Một khối nước ở dưới đó là 200-300 ngàn một khối, thì tiền đâu mà nhân dân á, những người nghèo mà lo được cái đó, thì thôi mình chia sẻ lúc này. Tuy là mình ở xa nhưng cái tấm lòng mình không phải xa, thì vợ chồng tôi bàn, và vừa rồi thì vợ chồng tôi cùng với Lương Y Võ Hoàng Yên và toàn bộ ban giám đốc của công ty đều có mặt ở dưới đó. Thì chúng tôi đi xuống đầu tiên hết là ở cái vùng Gò Công Tây, thì thật sự là bà con thiếu nước trầm trọng. Phải nói thì chúng tôi đi thì có xe bồn đi theo, và có một xe 16 khối, và chúng tôi giao lại cái xe 16 khối. Thì ngày hôm qua không là ngày hôm qua không là chuyển được 5 chuyến là 80 mét khối. Phải nói là nhân dân mà cầm được cái can nước lên đó, họ mừng lắm. Họ giống như đôi mắt của họ cười lên được. Mình thấy là mình cảm thấy là mình làm là rất là xứng đáng. Coi như đây là một bổn phận, kể cả giống như trách nhiệm của mình được chia sẻ với bà con, với nhân dân. Cái trong hệ thống này, cái học vị của em á, dạ. Học vị chuyên ngành của em là kỹ sư môi trường. Kỹ sư môi trường. Dạ. Anh cho em hỏi cái màng đó đi anh, cái mà cái quan trọng của cái màng đó. Dạ, cái màng này chính là cái trái tim của tất cả cái hệ thống lọc nước rồi. Và cái màng này trên thị trường có rất là nhiều. Và màng của Dow á thì là màng hiện tại nó đang là số 1 thế giới về cái quy mô và về cái chất lượng. Rồi anh cho biết là cái hệ thống lọc nước này nó sẽ vận hành như thế nào? Hệ thống lọc nước này là chúng mình sẽ vận hành là hoàn toàn tự động hết, và sẽ có một người để mình giám sát cái chế độ vận hành đó, để mình kiểm tra khi nào mà mình chất lượng nước đầu ra mà nó tăng lên thì mình phải thực hiện cái chế độ rửa ngược và xúc rửa bằng hóa chất. Cái nguồn nước vào và cái nguồn nước ra khi mà cái máy này nó hoạt động thì như thế nào? Nguồn nước vào của mình hiện tại là mình đang cho nguồn nước vào là cái độ TDS á, là nó 7000 mg/L, thì nó cũng thuộc dạng là rất là cao rồi. Và để lọc qua hệ thống mình thì nó sẽ trở thành nước ngọt, nước thủy cục giống như mình đang xài ở thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, chất lượng nó giống vậy. Cái và có thể qua đèn UV có thể mình có thể uống được trực tiếp. Cái công suất của mỗi một cái máy lọc này thì là sao? Công suất thiết kế của hệ thống này á, là 15 khối một giờ. Ở cái độ TDS là độ mặn á, là khoảng từ 3000-5000. Nhưng mà đối với điều kiện thực tế ở Bến Tre mà em đi khảo sát á, thì hệ thống nó sẽ rơi vô khoảng cỡ là từ 8 khối đến 10 khối. Nó theo cái quy định độ mặn chứ không phải là theo. Nếu nước sạch này thì nó khoảng 15-16 khối luôn. Rất là dài. Còn độ mặn thì Bến Tre nó có chỗ cao chỗ thấp, chỗ cao hơn 7000 nữa. Rất là khó khăn trong quá trình thiết kế với vận hành. Là gì rất là cứu người cứu rửa, không chỉ làm trong vòng chưa tới 7 ngày. Hai hệ thống này là hiện đại ở Việt Nam mình chưa ai dám làm. Chưa tới 7 ngày rồi là đẹp tới bữa nay, nên quá trình nó còn mấy anh chị hơi rộng đấy. Chưa tới 7 ngày hiện nay là ngày thứ 6. Nghiệp biệt là nó. Và phải chọn sẵn những cái thiết bị nó có sẵn để cứu người. Còn nếu mà mình nhập về thì phải tới tháng 5, tháng 4 nó mới có hàng để đi. Anh nói kỹ hơn chút trong cái vấn đề này. Thì khi mà chú thấy cái vấn đề mà khó khăn của miền Tây á, của người dân á, phải có không có nước mặn nước ngọt để xài á, thì quy viên gặp chú cho thiết kế cái hệ thống này gấp là làm trong vòng 7 ngày là phải hoàn thành. Thì tụi em cũng đã cố gắng hết sức để này ngày thứ 6 là cũng đã hoàn thành hệ thống. Dạ. Và vấn đề là phải chọn những cái thiết bị có sẵn, phải tương thích, và thì những cái loại có sẵn trên thị trường để mình lắp ghép lại càng nhanh càng tốt, nên chú quyết rất là nhanh, nhà chú cũng có thể để sớm được như vậy thôi. Chứ hiện tại nếu mà bình thường thiết kế hệ thống này là khoảng từ 20.000 đến 25.000 đối với tất cả những công ty, kể công ty Nhật luôn, rất là kỹ thôi. Dạ. Nên mình cố gắng làm sao để cho nó càng nhanh càng sớm. Như vậy thì trong quá trình là có 6 ngày như vậy thì mình nhập cái nguyên liệu về như thế nào ạ? Trước đó là bên em cũng đã có tính toán một số cái những cái hàng có sẵn và em trình cho chú, thì chú ok có sẵn là mình sẽ thực hiện ngay, và trong một ngày là chú đã mua tất cả những vật tư trong một ngày để cho bên em lắp đặt, và trong thời gian lắp đặt thì từ đó tới ngày đó tới hàng khoảng 5-6 ngày. Tức là cái thời gian làm là ngày đêm luôn hả anh? Dạ, thời gian làm mình làm liên tục để nó hoàn thành cái hệ thống này.
Trong cái quá trình làm như vậy thì về kỹ thuật có gặp cái khó khăn gì không? Vấn đề khó khăn nhất trong hệ thống RO đó chính là cái vấn đề chọn những cái thiết bị đồng bộ cho cái thiết kế của mình. Thì khi mà có sẵn hệ thống á, thì những cái thiết bị mà Cương thích nó để đúng chắc đúng thì phải nhập hàng rất là lâu, thì mình phải chọn cho nó phù hợp, vừa phải đúng tiến độ mà vừa phải đúng cái chất lượng. Nó cái khó nhất trong cái này. Thì không phải là thiết kế hệ thống xong thì xong, tại vì nó những cái phụ kiện nó đi kèm nữa. Anh có thể tiết lộ sơ cái chi phí khoảng một cái máy là khoảng bao nhiêu tiền? Chi phí thì các bạn đại chú nếu mà tùy theo cái thiết kế, nếu mà thiết kế giống vậy đối với những công ty Nhật á, những công ty Nhật mà bên mình làm cho họ đó thì chi phí là không có dưới 5 tỷ, đối với những hàng này không dưới 5 tỷ nha, và sẽ hơn nữa. Một hệ thống này thì không dưới 5 tỷ. Dạ đúng rồi, đó là chi phí Nhật đang làm cho những nhà máy tại Việt Nam. Đó là Nhật đang làm. Và những công ty cụ thể thì cũng bằng cả 80% cái giá. Cũng rất là tốn chi phí. Hệ thống đúng không? Dạ, nó cũng rất là tốn chi phí. Dưới 5 tỷ. Nhưng mà cả nước có cái hệ thống này rất là lâu chưa? Hiện tại là có rất là nhiều. Nhưng mà để mà ở dưới miền Tây mà để lắp ghép để cứu và toàn nhanh như vậy thì lại là cái hệ thống này là hệ thống mà nó phù hợp nhất. Tại vì cái khó khăn đó là sau khi mà mình hết nước mùa nước mặn này mình mới làm gì nữa. Nếu mà mình chọn một cái bơm thật là bự, cao lên thật là bự thì tới tháng 5 nó mới về hàng lại thì lúc đó cũng xong rồi. Và sau cái quá trình mà hết mùa nước mặn thì lại xài gì nữa cho bà con có ứng dụng được nó không? Tại vì chi phí một cái bơm nó rất là to, rất là bự. Mình phải thiết kế nó tương đối ở sau mùa nước mặn thì họ có thể lấy cái này hoặc là chúng có sử dụng lại cho cái nước sạch mình đưa vào thì nó lại giảm chi phí điện năng này, lại họ vừa có nước sạch. Nó phải tính luôn cái đường này, chú nó tính luôn cái đường thiết kế như vậy. Chứ nếu mà mình thiết kế một cái hệ mà nó bự lên cỡ và được tốn chi phí điện năng thì nó lại lãng phí. Người dân không cần cái này thì cần bao nhiêu nhân công một hệ thống vận hành cái này? Thì cái này tất chạy tất cả là tự động hết, nhưng mà chỉ cần một người để mình giám sát trong quá trình chạy. Mình quan sát, mình ghi chép là nó ảnh hưởng đến hệ thống như thế nào, là mình cho xúc rửa, mình vệ sinh cái màng kịp thời, nó rất là quan trọng. Nếu bây giờ nhu cầu cần nhiều thì mình bên mình nó đáp ứng được bao nhiêu bộ như thế này trong hiện thời lúc không, không nói không kịp luôn, thật sự là vậy. Hàng hóa ở Việt Nam mình, người ta không thể nào ta trữ những cái bơm này sẵn, người ta bán sẵn cho cái mùa nước biển đâu mà mình được. Và những hàng cũng phải về nhập về. Ý là nếu mà Đại Nam bây giờ cần là có thể được bao nhiêu bộ ngay? Dạ, có thể được 1 đến 2 bộ thôi, nhưng mà cũng rất là khó khăn, rất là khó khăn chứ. Tại vì cái bơm hiện tại bây giờ hên là có sẵn để mình chọn, mình bây giờ bự, mình cũng muốn chọn bự hơn tí nữa, nhưng mà cũng có. Hiện tại thì thứ nhất là mùa dịch bệnh, thứ hai là hàng hóa của các nước nó nhập về rất là khó khăn. Và mà nhu cầu cấp thiết của bà con thì phải cần liền, nên nó là rất là khó khăn để mình làm hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Nước uống cho dân mà tình hình thiếu khát như thế này là giống như cứu hỏa, sớm được ngày nào thì tốt cho nhân dân ngày đó. Chia nó ra những mô đun rất là nhỏ, cỡ cứ mỗi mô đun như thế là từ 10 đến 15 mét khối một mô đun, thì sẽ giúp cho nhân dân của miền Tây đến khi hết mặn để giúp để trong lúc này rất là cần thiết. Phải nói một miếng nước lúc này, một cái canh nước lúc này nó thể hiện vừa cái tình nghĩa nhưng mà vừa sự chia sẻ, đặc biệt là trong lúc khó khăn dịch bệnh như thế này, nhiều doanh nghiệp cũng đang lo để tự cứu lấy mình, nên là xã hội cũng khi chia sẻ cũng rất là khó khăn, nên là mình có điều kiện được thì thôi mình làm hết những gì có thể để tại vì tôi là vừa được rất là anh em trong công ty cũng đồng lòng để cùng để chia sẻ ở dưới đó, anh em làm cũng rất là tốt. Kể cả trong ban giám đốc công ty, đặc biệt bà xã tôi thì cũng rất ủng hộ chương trình này. Cái nhà cung cấp về thiết bị, xong rồi có một cái bộ phận gia công, họ lắp ráp hết cho anh mua các thiết bị về, thì nó bộ phận có một cái công ty nó gia công để lắp ráp cái này trong vòng 5 ngày. Anh quy định là 5 ngày phải xong, tại vì riêng cái này là phải làm ngày làm đêm, sớm một ngày thì cứ mỗi ngày được gần 500 mét khối nước. Em tính đi, chậm một ngày thì một ngày mất 500 mét khối nước, tính là gần là 2.000 hộ, 3-4.000 hộ đang cần mỗi ngày có 100 lít nước thôi. Nên sớm được ngày nào tốt ngày đấy, nên ra một quy định là trong vòng 5 ngày phải xong. Lọc nước mặn thành nước ngọt uống, ông Dũng là do lập đầu tư công nghệ thành công rồi.
Xin cho hỏi đầu tư cái hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt này để thành công và chuẩn bị vận chuyển xuống cho giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long thì tâm trạng của ông lúc này như thế nào ạ? Rất là vui, ngày mai chở máy đi rồi, em đi Bến Tre.